Ngày 22 tháng 2, Công an quận Hà Đông cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội xác minh, làm rõ vụ thiếu nữ 14 tuổi được gia đình trình báo mất tích. Tiếp nhận thông tin, Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự mời gia đình cháu Trang đến làm việc để làm rõ nội dung phản ánh. Đáng chú ý, chiều ngày 21 tháng 2, trong lúc đang làm việc với chị Đinh Thị Toan, mẹ đẻ cháu Trang, thì điện thoại chị này nhận được tin nhắn đe dọa tống tiền của người lạ. Tin nhắn có nội dung, gia đình muốn em Trang bình yên trở về nhà thì chuyển vào tài khoản 200 triệu đồng, nếu không chuyển hay báo công an thì gia đình tìm thấy em Trang trong thùng xốp. Ngay lập tức, Công an quận Hà Đông báo cáo Ban Giám đốc Công an Hà Nội xin ý kiến chỉ đạo, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự tập trung lực lượng nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh. Đến 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy Trang đang ở nhà trọ cùng bạn tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Qua làm việc, cảnh sát xác định sau khi đến bến xe Giáp Bát, Trang không về nhà, không liên lạc với gia đình, mà tự ý đến nhà một bạn gái, bạn quen qua mạng xã hội, để chơi. Do không có tiền nên cháu Trang bán chiếc điện thoại di động được 500.000 đồng để ăn tiêu cùng bạn. Công an quận Hà Đông cho biết sẽ xác minh người nhắn tin cho mẹ cháu bé để đe dọa đòi tiền chuộc.